Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Phản ứng của Á hậu Phương Nga khi bị hỏi thẳng chuyện sống chung với Bình An. Trước câu hỏi nhạy cảm, Bùi Phương Nga đối diện thẳng thắn. Á hậu Việt Nam 2018 khẳng định không sống chung với bạn trai. Cách đây ít giờ, Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga có cuộc giao lưu với người hâm mộ thông qua tính năng hỏi đáp trên Instagram. Tại đây, người đẹp sinh năm 1998 nhận được nhiều câu hỏi về tình yêu hiện tại với diễn viên Bình An, từ dễ thương đến nhạy cảm. Được một người hâm mộ hỏi: chị từng bị đá chưa ạ? Phương Nga đáp: đợi anh An xem có là người đầu tiên hay không. Tiếp theo vẫn là một câu hỏi thẳng thắn: cậu đã khi nào mắng mợ chưa? Á hậu Việt Nam 2018 đáp: chắc toàn bị mợ mắng. Câu trả lời của Phương Nga cũng gián tiếp tiết lộ Bình An là mẫu đàn ông khá yêu chiều bạn gái, không thích đôi co. Chị đã từng giận anh An đến phát khóc chưa? Câu hỏi đến từ người hâm mộ khác. Mỹ nhân 22 tuổi cũng thành thật: chị tức đến phát khóc. Gây chú ý nhất là câu hỏi nhạy cảm: cậu với mợ bây giờ đang sống chung với nhau à? Thay vì bỏ qua, Phương Nga chọn cách đối diện thẳng thắn: không phải như vậy. Bình An, Bùi Phương Nga được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Trong khi chàng là diễn viên điển trai, nàng lại là vinh danh Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Mặc dù vướng nghi án yêu đương ngay thời điểm Bùi Phương Nga đăng quang, nhưng phải gần nửa năm sau đôi uyên ương mới xác nhận mối quan hệ. Họ nhận được nhiều lời chúc phúc và hy vọng sớm về chung một nhà. Bình An, Bùi Phương Nga đã xác nhận hẹn hò vào dịp Valentine 2019. Trước đó họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian khi Phương Nga còn là một cô bé sinh viên bình thường. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.